chào tất cả mọi người, chào các bạn yêu lan thân mến. Hôm nay cháu xin được giới thiệu với các bác về cây hoa lan hoàng thảo hạc vĩ mà nó vô cùng đặc biệt, các bác có thể nhìn thấy ạ. Và vâng, nói đến đây chắc hẳn mọi người đang cảm thấy rất là tò mò đúng không ạ? Dạ, cây hoàng thảo hạc vĩ này rất đặc biệt bởi vì đầu tiên nó là một cây đã được ba của cháu trồng và thuần được 3 năm nay. Từ lúc ra hoa đến bây giờ thì phát hiện ra rằng cây có sự khác biệt khá lớn so với các cây hạt vĩ khác. Các bác có thể nhìn thấy các cây hạt vĩ thường ạ. Mầm này có không? Đây, mầm của cây hạt vĩ đột biến, có thể là đột biến đúng không ạ? Bởi vì có vẻ là 80% chúng ta có thể trắng khẳng định được mầm rất là trắng, hoa cũng vậy. Đến khi nó thân dài ra nó cũng bình thường như cây hạc vĩ thường luôn. Có thể là nó chưa nở hoa thì chúng ta cũng không thể biết được. Và vâng, đây chính là hoa của cây hạc vĩ. Hoa rất là trắng, trắng tinh khiết và họng nó hơi vàng một chút ạ. Cháu mua với thợ rừng về khoảng 3 năm trước thì không phát hiện ra rằng là nó có sự khác biệt như thế. Đến khi mà nó ra hoa hay là có nụ rồi mới phát hiện ra rằng bông nó khá là nhỏ so với các cây hạt vĩ thường. Và bông rất là trắng, rất là đẹp đúng không ạ? Đây là cây hoa lan được trồng ở vườn lan nhà cháu, và vườn lan nhà cháu thì ở tại Bắc Cạn ạ. Nếu như có các bác hay là các cô chú nào tò mò hoặc muốn tìm hiểu sâu thêm về cây hạc vĩ này thì có thể liên hệ với số điện thoại của ba cháu để ở dưới phần mô tả. Và nếu thấy video hay thì xin mọi người hãy chia sẻ một lượt để lan tỏa tới các bậc tiền bối yêu lan, để phân tích xem đây có phải là loài đặc biệt và là loài hiếm có hay không. Và đừng quên để lại bình luận ở bên dưới video và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.